Hello, xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Có một chỗ đi đầy luôn, tha hồ. Đầy một đống. Chào cả các bạn, hôm nay mình đi Costco cùng với vợ mình đi mua đồ. Đó, mới mua được máy xay sinh tố nè. Để không? Cái da sinh tố này có 120 đồng thôi. Đang giảm 40 đồng luôn. Bịch bánh mì này 8 đồng. Bỉ bắp 6 đồng. Tàu hũ 4 đồng. Dưa leo 10 đồng. Lê 6 đồng. Và đây là cái gì đây? Đuôi tôm hùm. Đó, một đuôi tôm hùm. Cái này là 1 kg đuôi tôm hùm 70 đồng nha các bạn, 75 đồng. Đây. Teriyaki, đúng không anh đó hả? Cho mình nước sốt với lại cái mì okay luôn. Chỉ cần rau thôi. Ừ. Được. Teriyaki, stir fry udon. Này, Costco. Costco là tiêu hết tiền. Bánh gì? Bánh trứng cuộn cuộn nè. Ừ. Ăn được không? Có sợ đường không? Extra. Ăn hạn chế. Theo hạn chế mua đi. Bây giờ vô khu đông lạnh nha, Yakult 7,5 đồng một vị. Mua bình sữa tươi các bạn. Bình sữa tươi. Bình sữa tươi. Đây. Sữa tươi này chỉ có 3 đồng. 3 đồng một bình sữa tươi, 2 đồng 99. Mình sẽ mua một bỉ trứng nữa. Một bỉ trứng 7,5 đồng. 7,5 đồng một bỉ trứng, 14-2 chẳng hạn. Ok. Có một chỗ đi đầy luôn, tha hồ. Đầy một đống. Tiền hả? Thằng nói đi bao nhiêu tiền? 300. Thằng khóc không? 200 hẳn, không chút tiền lắm. Thái rồi đánh pin rồi. Muốn tính nhẩm rồi. Sao thằng giới ship coi dài thòn không? Rồi, 305 đồng. Thằng đang buồn. Nhưng mà không sale để cho tẩm bổ cho bà bầu. Em mua là nhiều mới được. Đồ gì không ạ?